Chào các em, xin chào các bạn. Konbanwa. Ok, 1번. 彼は大きな荷物を何々に帰ってきた。そうですね。Anh ấy đã trở về nhà và cái gì đó một đống đồ to luôn. Atai tệ, chutai tệ, kamai tệ và kakai tệ. Sẽ nên sẽ viết từng chữ em này. Là atai. Đây chính là chữ giao, trao cho hay là gây ra đúng không? Higai o atai được gây ra ảnh hưởng. Ekyo o atai được. Higai thì là gây thiệt hại đúng không? Còn ekyo thì là gây ảnh hưởng. Còn chữ tai thì là chữ truyền đạt. Từ này rất là dễ, chữ truyền đúng không? Kamai được chính là từ kamai masen ấy các em. Kamai masen nhớ không sao đâu đúng không? Kamau thì là bận tâm nha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có cái từ này. Bình thường các em biết từ ida cự. Từ này sẽ một là ida cự và hai là đa cự đều được. Các em nhớ có hai cách đọc nhá. Ida cự và đa cự đều là ôm, đều là ôm. Chữ án này là chữ bão các em ạ. Nhưng nếu như mà nhưng thực ra từ này nó không thừa là cự cơ mà nó thừa là eru thì lúc này các em sẽ đọc là kakairu. Nhớ chưa? Kakairu nhá các em nhá. Thừa đuôi khác nhau đọc khác nhau. Ví dụ mình có rất là nhiều từ nhá. Như là thế này ví dụ thôi. Kurushi thừa si ra ngoài thì đọc là kurushi. Nhưng mà thừa y ra ngoài thì đọc là nigai. Đúng không? Đấy là chỉ là ví dụ, một ví dụ nhỏ thôi. Đó. Rồi chữ Hán này chắc chắn là kakai được rồi, nhưng mà sẽ nên muốn hướng dẫn các em một chút là nếu như mình bỏ cái bộ thủ đi ấy thì nó là chữ bao trong từ bao bọc ý. Chữ giống nhau nhá. Nhớ chưa? Tsu tsu mi mo tsu tsu mu. Được chưa? Ok, đáp án cuối cùng là dương bằng ạ. Hi, chào các em ạ. Các em ơi, chúng ta cùng nhau vào làm bài luôn nhá. Câu số 1 thì dương bằng hết rồi ạ. Câu 2. Các em ơi comment phương án của mình giúp em xem nào. Sao rất nhiều bạn đang xem live mà comment ít như vậy nhở? Bạn Thanh Hằng, bạn Bá Tiềm ạ, Tùng Giang là đang chọn sang băng. Còn các bạn khác thì sao ạ? Ike đúng không ạ? Ike no suimen ni kino nai nani ga uchitte ta. Ok, nào. Câu 2 này chúng ta có phương án là gì ạ? Thứ nhất nhé, các em sẽ nhớ gen xe này. Ở đây là chữ này là chữ chì, ike là cái ao, suimen là mặt nước. Đúng không? Uchiru ý, thì nó là chiếu, phản chiếu ấy. Nói nhắc đến từ này chúng ta có 3 chữ Hán cơ. Nếu mà là chữ này thì là di chuyển này. Nếu mà từ này này thì là chụp ảnh này. Còn nếu mà chữ này này thì nó là gì nhỉ? Phản chiếu hoặc là soi gương. Đương nhiên trong trường này nó sẽ là chữ Hán cuối cùng đúng không em? Bây giờ quay về cái chữ Hán mà người ta hỏi đây các em. Giả dụ trong trường chúng ta không biết chữ Hán này đi. Thế này đang coi như chúng ta không biết. Thì lúc này các em sẽ loại trừ từ những cái chúng ta đã biết. Đúng không? Ví dụ chắc chắn từ e đà không thể là đáp án được. Bởi vì chữ e đà các em biết. Chắc chắn các em biết. Tiếp theo là từ kha tạ. Thế nên nghĩ các em cũng biết đấy. Đúng không? Đấy là cái vai. Cái vai ngoài ra là chữ phương thì chắc là phương pháp cách thức đấy thì của đứa năm này không phải. Bây giờ còn lại sugata và kage. Thì từ sugata chúng ta gặp rất là nhiều. Chữ tư đúng không? Tư thế, vóc dáng, tư thế, nhỏ. Đó là sugata. Và đương nhiên là còn lại cái từ cuối cùng rồi. Đúng không em? Kage, kage, nhé. Các em nhớ trên xe nhá. Chữ này là nếu mà các em bỏ cái bộ sam đằng sau đi ấy, thì nó chính là trong từ keshiki. Là cảnh sắc, là phong cảnh đấy. Còn thêm vào thì nó là cái bóng nhá. Cái bóng đấy, cái bóng của cây nó chiếu xuống mặt nước của ao, được chưa ạ? Chúng ta chuyển sang câu số 3. Sang bằng jiten sagaru to nanani des. Nếu như mà có xe đạp thì sẽ lạc. Lạc này nếu mà từ si ấy, thì là tanoshi, là vui vẻ. Nhưng mà nó không có si ra ấy, thì nó là tính tuyên à. Và chữ này chính là raku, đúng không em? Raku đó là dễ dàng, nhàn hạ ấy ạ. Từ này rất hay đi với công việc. Raku na shigoto, công việc nhàn hạ. Hay là đi với cuộc sống trở nên thì nó nhàn hơn. Nhàn hơn, dễ dàng hơn nhá. Các em nhá, và câu này chính là lạc ra cửa. Lạc ra cửa, đáp án số 3 sang bằng ạ. Câu 4 thì nhận được các em đó là chọn đáp án số 4. Đó là chữ đề, à chữ, ừ chữ đề và chữ xuất. Đề xuất ý là nộp. Hãy nhớ xem nó từ bằng với từ dashi, dashimasu, đa sự nhá. Nộp. Tôi nộp bài báo cáo cho giáo viên. Nhớ nhá. T siêu chữ. Cái chữ đề này nó còn một cái chữ Hán nữa là chữ T ăn. Ừ, đấy. T ăn là chữ đề án. Và đề án từ này thì lại là đề xuất. Từ này nghĩa là đề xuất. Còn từ T siêu chữ là chữ đề xuất. Nhưng lại không nghĩa là đề xuất. Mà lại nghĩa là đồ cơ. Đó, cái này nó hơi bị ngược đời một chút đúng không? Hãy, chào cô bạn mình đang sẵn. Đai gì ni ste ta. Sara ga nani nani shimata. Sara là cái đĩa đúng không? Cái đĩa mà mình rất là gì nhở? Tóm lại cái đĩa quan trọng, đĩa là cái mà đang rất là quan trọng thì lại bị làm sao đó. Chữ khiếm thì là khiếm là khuyết đúng không?
Khuyết thì là thiếu các em ạ. Vậy thiếu là gì? Nào, thiếu là gì ạ? Nhiều khi làm có câu không hiểu gì, em toàn chọn bừa, cơ mà may lại đúng không? Cơ mà may lại đúng, nhưng mà cái trường hợp này nó rất ít các em ạ. Nó chỉ được vài câu thôi, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Thôi thì cũng học tài thi vận đúng không ạ? Chào bạn Thương Hút ạ. Rẻ này đọc hiểu em ơi, trên livestream thì sẽ nên không giải được nhiều đâu, bởi vì là like nó rất là ít, chỉ 1 tiếng thôi mà cái gì cũng muốn nói với các em, mà like đọc hiểu sẽ nên thấy các em comment ít lắm. Các em muốn trên đây chữa cái gì thì các em phải tương tác nhiều vào. Các em biết không, là trên đây like và trên đây nói một mình mà không ai tương tác sẽ nên buồn lắm, nên chẳng like đâu. đọc hiểu thì có thể trên đây vẫn like bình thường, nhưng mà chỉ được 1-2 bài thôi các em ạ, không like được hết cả like đâu ạ. Câu số 5 ạ. Câu 5 thấy các bạn chọn Ichiban đúng rồi. Kakeru. Kakeru đúng không? Chữ khiếm. Kaketeshimata là thiếu các em ạ. Ngoài ra từ này còn có Keseki này, đúng không? Vắng mặt. Keten. Khuyết điểm. Đấy chưa? Em nhớ hơn xe nhá. Câu số 6. Saikin no kodomo wa nani nani ga hayai. Uầy, đứa con của mình dạo gần đây nó gì nhanh thật đấy. Đó chính là chữ phát đạt. Mà phát đạt thì nó không phải là phát đạt theo kiểu nghĩa phát đạt. Bạn đi với con đúng không em? Thì đây nó lớn lên ý, nó lớn rất nhanh, nó phát triển rất là nhanh ý. Và đó chính là sa bằng hạt tạt sự. Đúng rồi, đúng như các em đang chọn đấy ạ. Hơi, ok. Câu số 7 ạ. Câu số 7 nào. Ano futari wa totemo nanani. Hai người kia rất gì? Chữ Hán này là chữ thân đúng không em? Nếu mà nhá, cái chữ đằng sau ấy mà là bộ cái búa rìu ấy em, bộ cân ấy, thì nó trong từ tân là mới. Chữ mà rất giống với nó đó chính là từ atarashi đúng không em? Atarashi, chữ tân mới. Nhưng mà thay cái bộ cân đằng sau này thành bộ kiến ấy thì nó là thân. Các em nhớ kiến là theo dõi đúng không? Những người mà thân thiết với mình là những người thân ruột thịt của mình thì người họ sẽ luôn luôn dõi theo mình, sẽ kiến là sẽ nhìn theo mình đúng không? Và đó chính là shitashi, thân thiết. Còn nếu mà đứng một mình thì từ này chính là oya đúng không các em? Oya là bố mẹ đấy, đúng không ạ? Hay là shinsetsu là thân thiện, tính cách con người phải không ạ? Ngoài ra là có mấy từ còn lại này sẽ nói luôn các em nghĩa nhá. Ayashi, đáng nghi. Ayashi otoko no ito ga iru, có một người đàn ông rất là đáng nghi. Koishi thì đó là chữ luyến, mà luyến này là yêu đúng không, yêu thương. Hitoshi thì nó là chữ đẳng các em ạ, đẳng ạ là bình đẳng ấy. Chữ Hán này chính là biodo đúng không em, biodo là bình đẳng, tính từ là hitoshi. Câu số 8. Bình thường thì các em sẽ biết đến từ hiroi. Hiroi là chữ quảng, quảng là rộng. Nhưng nếu mà thêm tay vào ấy, thêm tay vào đằng trước thì nó là chữ khuếch. Khuếch đại các em ạ, khuếch đại. Mở rộng nhưng mà cái từ này nó sẽ đi với những cái gì, nghĩa bóng nhiều hơn, trừu tượng ấy. Và đó chính là gì đó các em nhỉ? Phóng to. Phóng to. Và phóng to đó chính là kakudai ạ. Đúng rồi. Đáp án số 3 sao bằng kakudai shite kopisa. Đa photo mà phóng to lên gấp 2 lần. Cái từ phóng to đấy thì nó còn một từ trái nghĩa với nó, đó chính là từ shukusho, là từ thu nhỏ lại các em ạ. Đây, shukusho, thu nhỏ. Nhớ trên đây hai từ han tay với nhau các em nhá. Câu này thì rất nhiều bạn sẽ bị đoán bừa đúng không? Các em ơi, chúng ta chuyển sang phần bài tìm chữ Hán nhá. Lúc nãy là bài tìm hiragana đúng không? Câu số 9 nào. Câu 9 các em chọn phương án là gì đây ạ? Tanaka senshu wa kyou wa no shiai wa totemo koucho datta. Koucho là cái gì? Các em sẽ dựa vào nghĩa nhá. Cái trận đấu ngày hôm nay tuyển thủ Tanaka rất rất gì ạ? Đầu tiên các em nhìn đấy là 4 câu, nếu mà ghép âm onomi ấy, thì nó đều đọc là koucho. Ví dụ đây là chữ cao này, đây là cao trường, cao điều, hảo trường hay là hảo điều. Lúc này thì các em phải xem là khi mà hai chữ Hán này ghép với nhau nó mang nghĩa là gì các em ạ, được chưa? Vậy koucho là gì ạ, là gì đây các em ơi? Xem đang chờ một phương án.
bạn 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 Hoàng Hiếu là Ichiban, Thanh Hằng là Yong Bang, Khương Đình Hải Sang Bang, trời ơi ba câu rồi nha. Xem nói với các em là gì, là chữ cô chô. Bốn câu này nó đang lều lừa các em hết thôi, đều lừa là đều ghép với nhau đọc là cô chô, nhưng nó không có nghĩa đâu, không có nghĩa đâu ạ. Chỉ có một một từ duy nhất có nghĩa thôi, đó chính là hảo điều các em ạ. Các em hiểu nhá, điều ở đây chính là trong từ chô si á, hảo là tốt đúng không, và từ này chính là chô si ga i chô si ga yoi cô tổ, nhớ chưa, và han tai của nó chính là từ phu chô, chữ bất nha các em nhá. Xin viết hơi xấu một chút, chữ phu chô ấy ạ thì nó han tai các em nhá. Phu chô thì là không tốt, về tình hình không tốt, còn cô chô thì là chô si ga i, là hôm nay ở tối chung là tình hình ở trên sân, tình trạng mà nó rất là ổn luôn nhá. Ừ. Các em nhớ phần kanji là phần rất dễ, nhưng mà là kiểu người ta hay lừa lắm, kiểu gì ít nhất phải có 2 3 câu lừa các em. Câu 9 là một câu rất nhiều bạn sai ạ, và hình như thế nên lướt qua chỉ có 2 bạn đúng thì phải, à 3 bạn, bạn Thanh Hằng, bạn Hoa Thơm và bạn có 2 bạn thôi ạ. Ừ, lúc này sẽ nhìn kiểu gì thành 3 bạn. Ok, các em chú ý nhá, hôm nay trên đây like hơi sớm ấy bạn. Ừ, tuyệt đấy, hôm nay trên đây like hơi sớm ấy. Hôm nay rảnh một chút, like sớm hơn 10 phút các em ạ. Các em cứ lúc nào mà mình vào hôm những cái hôm live trên live stream ấy, thì các em cứ bật mạng lên, mỗi lần mà trên đây live nó sẽ có thông báo cho các em nhá. Câu số 10 nhá, đang chọn phương án 3 rất là nhiều nè. Mục cái gì là mục lục nhá. Tôi đã xác nhận số trang ở cái mục lục của sách. Mục lục thì 3 4 câu đều là chữ mục rồi, đây là chữ từ các em ạ, từ trong từ điển ý. Chữ này là trong từ Shigoto đúng không? Đó. Chữ sự. Câu 4 là chữ tự các em ạ, chữ tự là chữ đấy ạ, gì? Chữ này cũng là gì nhưng mà nó là chữ tự. Còn chính xác của chúng ta phải là chữ mục thứ. Mục thứ các em, thứ là thứ tự ý. Trong từ này trong từ tsugi đúng không ạ? Tsugi, thứ tự ấy ạ. Ra là bài thi kanji nó hay lừa lắm, nếu mà các em mà kiểu không biết cách, không biết cách làm ấy. Thực ra đây là một cái kỹ năng đấy các em ạ, một kỹ năng ấy là ở nếu mà đọc lên nhá, ui dồi ôi, 4 câu đều là moji luôn đúng không các em, thế nhưng mà để ghép với nhau có nghĩa thì không, thì chỉ có một cái thôi nhá. Thường đấy là lý do tại sao mà kanji là phần rất dễ dễ nhất, nhưng mà các em rất hiếm khi các bạn được mang tên phần này nhá, nói thực với các bạn là đến 95% là như vậy. Hôm nay có bạn nào mà làm xong 14 câu kanji mà được mang tên thì tiện nó comment nhá, xin đây thưởng. Xem đây thưởng vào lớp thực chiến của trên xe luôn. Hôm nay là chúng ta có 35 câu, 35 câu gôi nha, bạn nào được mang tên 35 câu xem đây sẽ cho chúng ta ưu đãi vào lớp trên đây luôn, còn ưu đãi là gì thì mình sẽ inbox. Em ơi chữ đọc hiểu và nghe thì xem đây không livestream ạ. Ừ, trên đây chỉ dạy trong lớp thực chiến thôi, bởi vì là livestream chỉ có 1 tiếng thôi ấy, mà chỗ đọc hiểu nghe hiểu nó không được nhiều. Với lại đọc hiểu nghe hiểu các em ít comment trên xe lắm, trên đây buồn lắm. À, câu 11, Kakonde là Kakomi. Kakomu là bao quanh, đúng không ạ? Bao quanh. À, chữ Hán của mình thì là chữ gì hả các em ơi? Câu này rất nhiều bạn chọn hai đúng không em? Câu 3 là loại rồi chữ hồi này, câu 4 là trong từ bao bọc, gói ghém. Câu 1 là trong từ Mawari. Mawari ở xung quanh và động từ của chúng ta chỉ là chữ vi ạ. À. Kakomu là chữ vi các em ạ. À. Kakomu đấy. Còn nếu mà danh từ ấy thì các em nhớ từ Shui nhé. Shui có một từ này là Shui là những người xung quanh, hoặc là một cái từ Hangi là phạm vi. Đó, phạm vi ạ. À. Câu số 11, ok, đấy chưa các em? Đúng rồi. Không thấy bạn nào sai cả, rất giỏi. Câu 12 nhá. Tôi yêu sẽ tê tạ. Mong nó có tay gặp cái tê kỳ tạ. Ok, câu này là một câu rất là nguy hiểm ạ. Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm một tí, nguy hiểm một tí. Bởi vì rằng là nếu mà các em không để ý kỹ, chúng ta chủ quan ấy, các em khoanh luôn cái câu mà chúng ta nghĩ đầu tiên. Hãy để ý nghĩa của câu này, nhớ chưa? Các em tại sao tôi phải nói như vậy? Bởi vì ở câu này chúng ta có câu 1, câu 3 đều đọc là KST. Nếu như mà các em chủ quan, các em không đọc câu là rất dễ bị chọn đáp án số 1, đúng không? Nhưng hãy tỉnh lên một chút, hãy dành ra khoảng tầm 2 giây để lướt lại cả câu. Cái câu trả lời của câu hỏi
mà thắc mắc ấy, tôi ABC là thắc mắc ấy, thì đã được gì, phản hồi, đã được đáp lại, chứ không thể là trở về được. Cai tự chỉ là trở về nhà thôi, hay là về nước thôi em ạ, chứ không có về, về câu hỏi về đâu. Vậy nó sẽ là chữ phản ạ. Sang bao nghe các em nhá. Ok chưa? Đấy, đúng rồi. Tất cả các em hãy tự theo ý kiến, theo cái gọi là cái gì ta? Cái quan điểm quá cá nhân của mình nhá. Các em không nhìn comment những bạn khác nha. Hãy coi như đấy là cái kiến thức của bản thân mình đi ạ. Sai thì chúng ta sẽ đứng lên từ đó nhá. Đó, rất nhiều bạn sẽ bị nhầm với từ về. Bài thi canteen bao giờ sẽ một câu kiểu như vậy, các em hãy chú ý nhá. Câu số 13 là từ cô tay. Bài thi, cái bài ngày hôm nay sẽ cho các em làm là bài rất hay. Đúng chất là thực chiến NVA là sẽ nên cho các em làm đúng giáo trình của khóa học thực chiến này của Sensei cho luôn. Sẽ nên cho các bạn lớp thực chiến làm, bây giờ sẽ cho các em làm. Đây là những cái đề mà nhiều, rất nhiều câu lừa. Bởi vì là khi mà các em ghép vào thì Sensei đang thấy cô 2 và cô 3, các em dễ bị chọn hai câu này, thường là sẽ bị lừa. Thế nhưng mà nếu mà tỉnh một chút thì các em sẽ biết được là câu này phải là chữ giao và chữ thế, bởi vì nó thể hiện sự gì, là thay thế cho nhau, luân phiên cho nhau, đặc biệt là lái xe, đúng không? Tôi đã được bạn gì nhỉ, đổi cho lái xe, thay phiên cho, bởi vì tôi mệt. Còn cái câu 2 thì không có, nó là chữ đối trong từ đối lập. Cô bạn tóm lại là các câu còn lại nó không có các em ạ, không có những câu còn lại đâu, không có nghĩa gì cả. Câu 14 thì từ IT. IT thì gặp rất là nhiều rồi. Hình như đề lần trước CD vừa mới chữ cho các em có từ IT sao ấy, đúng không? Đó chính là chữ tương thủ. Tương thủ, và đó là Ichiban nha. IT này thì nó có thể là Hanashi IT, là cái người nói chuyện cùng mình. Kịch kịch cô nói T thì đó là cái người bạn đời á, đúng không? Tóm lại là cái người người bên người còn lạ, đúng không em, người còn lạ. Đó. Còn nếu mà trong trận đấu thì người ta gọi là gì, đối thủ, đúng không em? Phần kanji đã xong, có bạn nào được mang tên phần kanji không ạ? Các bạn nào đúng hết kanji không ạ? Chúng mình ơi, Mina sáng ơi. Thế nên đang hỏi các bạn nào nó mang tên không, nếu bạn nào comment chắc là chúng ta bị sai rồi, đúng không? Hy vọng là sau khi hết chuỗi cái livestream này thì hết tháng này đấy, đúng không? Sensei sẽ like hết tháng này thôi, cho đến khi vào chung là chăm sóc các em cho đến hết tháng này để chúng ta thi thố cho nó tốt này. Và hy vọng là hết tháng này khi mà đi thi thì chúng ta đạt được cái trái ngọt của mình, là hãy cố gắng tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng làm phần căn đi là phải được điểm tối đa nhá, vì đó là phần dễ nhất đấy. Có em ạ. À, có Thanh Hằng đúng không? Nhưng mà Thanh Hằng đang là học sinh của Sensei rồi. Đang học lớp sáng của Sensei rồi đúng không? Rất là giỏi ạ. Bạn nào tên Hằng cũng giỏi. Câu 15 là câu hỏi về katakana. Katakana. Và Sensei đang lướt qua nha. Lướt qua câu 15, đa số 90% sai, và hình như chưa có câu nào, chưa có bạn nào đúng luôn ý. Các em thường là các em chỉ dịch thôi. Sẽ thấy các em cứ dịch, cảm thấy nó thuận là các em chọn thôi, đúng không? Câu 15 nhá. Ok, câu 15 nào. Ồ, Sukoben Goben Mina Sở. Sẽ vừa lướt nhìn nhầm đấy. Nhìn nhầm thành câu khác đấy ạ. Câu 15, đúng, đúng rồi. Tài ơi, câu này có phải là Yêu Măng không ạ? Như này nhá. Các em hãy nhìn kỹ ở đây có đuôi sư đự đúng không? Vậy nghĩa là chỗ này nó phải là một danh động từ. Đây là một danh động từ ấy ạ. Và tóm lại là nó phải là động từ. Sư đự là động từ đúng không em? Vậy nếu mà là động từ ấy, thì chúng ta không thể chọn 2, 3, 4 được, đúng không? Bởi vì xe đự, tóm lại là xe đự là loại luôn rồi. Bởi vì xe đự là xeo, nó có đi gì với tiền nong gì trong câu này thì loại luôn. Xe đự có sư đự nhưng mà không đi với xeo trong câu này. Tốp bự nó chỉ là danh từ không có đuôi sư đự các em ạ. Và danh cự đúng không? Thì nó là bảng xếp hạng, thì nó cũng chỉ là danh từ, nó không thể là động từ được, đúng không ạ? Nên câu này đó chính là hito sư đự có dạng động từ, hot hit đấy ạ. Hot hit thôi các em ơi, đang được rất là nổi tiếng, thịnh hành, phổ biến, đúng không? Rồi, các em nhớ nhá, bài thi N3 nó không khó, cũng không dễ. Muốn làm được thì các em phải gì? Va chạm đề nhiều. Thì các em sẽ hiểu ra được cách ra đề của người ta. Nhá. Tại sao các sensei lại làm được nhỉ? Bởi vì các sensei va chạm quá nhiều đề rồi, không sách nào các sensei không biết nữa. Ok, quay xe à? có bạn chọn đó, tóm lại là câu 15 rất là nhiều đáp án để các em sẽ chú ý nhé.
Câu 16 nè. Các em hãy comment lại câu 16 giúp xem với. Hitoniate. À, trên đây chưa dịch câu 15 đúng không? Cái bài hát mà học sinh cấp 3 sáng tác thì bây giờ nó đang gì nhở? Nó đang được thịnh hành đúng không ạ? Đang hot ở trên toàn đất nước luôn. Câu 16 ạ. Hitoniate đằng sau có Chicago này. Câu này quan trọng nhất, hãy nhìn trên đây khoanh. Nhìn trên đây khoanh cả cụm này. Đó. Đấy. Cái gì đi được với từ vị thế thôi. Chẳng cần dịch cả câu chúng ta cũng ra. Cái nào đi được với từ vị? Ok, vậy chốt được đơn đáp án là gì không các em? So, chỉ có thể konomi, làm sao mà làm ơn vui lòng vị, làm sao mà gì nozomi là mong muốn kỳ vọng, yorokobi là hy vọng, à không phải hy vọng bằng cái chữ hỉ á, vui sướng, và konomi là gì nào, sở thích. Đây là chữ hảo, sở thích cái hương vị. Đúng không các em? Đó. Cái này giống như kiểu là Sukinamono ấy. Rồi, chuyển tiếp theo câu số 17. Đúng rồi ạ, từ konomi, konomự thì chữ Hán là chính là từ suki đấy. Nhưng mà dạng của nó là đang ở động từ đúng không em? Konomự là động từ, konomi là danh từ, còn suki thì là tính từ đây nè. Chị Kim đang sang Jiro nào bằng câu 17 ạ. Thằng Naka sang wa Hokkaido no nani nani da so da. Hãy nhớ xem xe so mà đứng trước chia thể tường là thì nghe nói nhá. Nghe nói là Tanaka cái gì đó Hokkaido. Supatsu xuất phát, Suke xuất ra. Em ơi xuất ra là đi đâu đây? Xuất ra là đi đâu nhỉ? Là đi làm sư. Xuất xe là xuất thế. Từ xuất thế này dành cho những ai mà thăng tiến lên một cái vị trí rất cao trong xã hội thì người ta sẽ dùng từ xuất xe. Còn cuối cùng đương nhiên đáp án là Yong Bang rồi ạ. Xuất thân, xuất sinh. Hay. Rất là tốt ạ. À. Câu 17. Em thấy là sẽ có thể đánh giá được câu này là một câu dễ. Câu này là một câu dễ trong đề thi này. Đề nào cũng thế, có câu dễ câu khó. Câu 18 này có thể được gọi là câu hơi khó đấy ạ. À. Hơi khó một xíu. Minasan Jiwachiban câu 18 sẽ nhận đáp án đầu tiên của bạn Phú Ly là xăng băng. Lim Bùi em làm câu nào đấy ạ? À? Có phải 18 không? Bạn Vũ Hải là Ichi này. Tùng Giang là xăng. Đó mẹ là các em đang chọn 1 và 3 đúng không? Thường bao giờ cũng thế. Người ta ra đề là bao giờ người ta cũng giỏi lắm. Người ta giỏi để khiến cho ta phân vân lắm. Phân vân giữa hai câu và thường là các em sẽ bị chọn câu các em bị gì? Bị sai ạ. luôn chỉ qua kim à? Đúng rồi. Hãy nhớ xem đây là chỉ này. Đúng không? Y tội là chỉ nhá. Cái gì chỉ vào kim? Nhờ anh cái gì chỉ vào kim? Cái này bà thường nói với cháu, ông bà thường bảo cháu, cháu ơi sâu chỉ hộ bà với. Rồi, chúng ta sẽ loại đưa cự nhá. Đưa cự là nhổ, nhổ răng. Đấy, nhổ răng. Nhổ, rút. Chư na gự là kết nối. Kết nối này không đi với chỉ các em ạ, nó hay đi với kết nối điện thoại. Hay là kết nối cây cầu này nó kết nối giữa tỉnh này tỉnh kia này. Rồi. Bây giờ sẽ để nói cho em cái từ xa sự này. Cái bản chất của từ xa sự này ấy, nó sẽ có 3 chữ Hán. Nếu mà là cái chữ này thì nó là châm thích đốt chọc xiên. Đúng không? Vậy không thể là cái chữ này được. Nếu mà là chữ này thì nó là chỉ. Cái này đặc biệt trong bài đọc các em hay có Koreo, à Koreo nan yếu xa sự cả. Cái này chỉ cái gì? Nó chỉ mang nghĩa là chỉ thôi. Chỉ tay hay là chỉ cái gì thôi. Tiếp theo. Đó là chữ này cũng là xa sự. Từ này là nghĩa nhiều nhất này. Nó sẽ có ba cái nghĩa chính của N3, đó là higa xa sự. Higa xa sự. Từ này bản chất thì các em nhớ từ K6 xa sự không? K6 xa sự là dương ô. Dương ô, vậy dương lên. Dương lên thì đó chính là ánh sáng. Higa xa sự là ánh sáng và tỏa nắng ấy. Mặt trời nó chiếu lên ấy. Ngoài ra mình có từ megusuri. Megusuri xa sự các em ạ, là nhỏ thuốc mắt. Nên là gì? Cả ba chữ xa sự này đều không đúng, để các em chọn đáp án một. Còn lại đó là từ toshimasu thì các em nhớ ra cái chữ thông. Nếu mà các em học kỹ cuốn sách Mimikarao bôi đựng N3 gôi ấy thì cái từ tô sự này ngoài với nghĩa là thông kiểu như là
là gì, thông qua, ngoài mình nghĩa là đi qua, thì nó còn nó thông mà, thông là có thể ánh nắng nó xuyên qua rèm cũng được gọi là thông, và đây là gì, xuyên luồn, luồn chỉ qua kim thì nó là thông nữa, chứ hiểu chứ nghĩa bóng nhá, nó nghĩa trừu tượng, từ này rất nhiều nghĩa luôn nhá. Đáp án số 3 xong bằng Nihon では20歳になると何々として認められる。Ở Nhật, cứ được 20 tuổi sẽ được công nhận là một gì? Seijin. Seijin là người trưởng thành. Đúng không ạ? Sẽ được công nhận là một thành thành nhân nhé. 20 tuổi đúng không em? Còn ở miền Việt Nam thì là 18 tuổi phải không em? Ừ, rồi step. Câu 1 thì mình có từ Beijing. Beijing là mỹ nhân, là người đẹp. Hồng Ninh. Hồng Ninh là chính chủ. Và đây là chữ chữ Hán này là chữ gì ạ các em ơi? Mê Dinh. Mê Dinh đó là một người mà giỏi, một người rất là giỏi và xuất chúng, xuất chúng về một lĩnh vực nào đó nhá. Nếu như ví dụ như là anh ta là một người rất là giỏi trong lĩnh vực câu cá chẳng hạn. Kare wa tsuri no mê Dinh desu. Em ơi còn lag nữa không? Mạng còn lag nữa không ạ? À? Cái này nhận được câu 20 của bạn Vũ Hải, bạn Thương Út chọn đi băng. Ie no mae o nanani aruki mawatteru hito ga iru. Có cái người đi vòng quanh ở phía trước nhà tôi. Câu này thì chúng ta sẽ loại solo solo bởi vì solo solo là sắp sửa đúng không ạ? Ừ. Tamatama thì là gì ạ các em ơi? Đó là một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Và ngoài ra mình có từ gusen. Gusen cũng là ngẫu nhiên. Còn nếu mà ta mà ni thì là thỉnh thoảng nhá. Đó. Còn koro koro thì là từ tượng thanh, chỉ là cái gì đó nó rơi ấy, rơi lăn lông lốc ấy các em ạ, lăn lông lốc. Ừ. Giống như mình nói là quả quả bóng nó lăn lông lốc ấy. Là bo ru ga koro 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 ga ru. Đáp nhận là bo ru ga koro 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 ga ru. Hơi hai chữ koro đúng không các em? Các em có nhớ từ ngã không? Ngã này, koro ga ru đúng không? Ngã lăn đấy ạ. Ngã lăn lông lốc thì đây là đi với koro koro nhá. Vậy còn lại đó là đáp án cuối cùng của chúng ta là udo udo. Udo udo là đi đi lảng vảng, đi lòng vòng, đi lòng vòng và không có mục đích gì cả các em nhé. Đó là đáp án udo udo arukimawaru. Đi qua đi lại đúng rồi ạ. Câu 21 lại làm câu hỏi về chữ katakana các em nhá. Các em ơi mạng mình bình thường được chưa? Ồ, chán ghê nhở. Mạng làm sao ta? Câu 21, 21 trên đây thì nó có hiện lên rồi đây này. Chưa xa rồi nhỉ, kuruma o tomeru toki mai nhỉ. Desugita no de skoshi nainanista. Bởi vì là khi mà mình đỗ xe ở bãi đỗ xe ấy, thì là nó có vượt lên phía trước nên là tôi đã làm gì một chút. Mình đỗ xe mình đi lên ý đúng không, đi quá lên một chút thì mình phải lùi đúng không em? Vậy lùi lại thì bureki là phanh, phanh thì nó không đi về sức lực em ạ. Nếu mà phanh ý thì là dẫm phanh. Dẫm này các em sẽ dùng một là từ kakeru, kakeru. Hai là các em sẽ dùng từ phương mự nhá. Phương mự là dẫm. Jump pự là nhảy. Từ này không dùng chỗ ô tô, chỉ dùng người thôi. Era, lỗi đúng không các em? Lỗi là chỉ danh từ không có động từ. Vậy còn lại là bách cự là bách lùi lại phía sau ạ. Câu số 22 ạ. Kare wa daigaku sotsuyou go maitsuki no shokuji nanani o oya ni haratteru. Shokuji gì, tiền ăn kem nhở. Sau khi mà tốt nghiệp trường đại học thì anh đấy có trả tiền gì cho bố mẹ hàng tháng, tiền ăn đúng không, hàng tháng. Bây giờ kem sẽ nhìn trên xe là shokuji gì mà kem cảm thấy nó thuận ý, thuận miệng nhất. Mình nói là shokuji king, shokuji dai, shokuji chi hay là shokuji dai ạ. Cái
đai của câu 4 này loại luôn rồi, bởi nó chỉ sổ, nó chỉ đi với số lượng thôi em, số lượng đếm xe cộ rồi máy móc ấy đúng không? Vậy đương nhiên đáp án cuối cùng của chúng ta là đai số 2 rồi ạ. Câu 22 đó là ni bằng shokuji dai, chữ đại đúng không ạ? Ví dụ mình gọi là đen qua đai, đen kỳ đài. Câu 23. Nanika ii koto ga atta no ka? Kare wa asa kara totemo naninani ga yokatta. Có chuyện gì vui hay sao ấy nhỉ? Mà từ sáng tới giờ anh ấy trông cái gì rất là ok, rất tốt. Nào các em ơi nhớ xem nhá, hãy để ý xem là câu nào nó đi được với từ yokata. Câu 23 sẽ nên nhận được đáp án số 4 của các em. Thứ nhất là Jenny sẽ loại cho em câu 2. Sinh sinh là chữ tâm và chữ thân. Tâm là tâm hồn, thân thì là gì nhỉ? Là cơ thể, người ta gọi là thể chất lẫn tinh thần đấy đúng không? Ừ. Ichi là ý chí, còn lại kangjo. Kangjo là chữ cảm và chữ tình, và từ này nghĩa là cảm xúc các em ạ. Ví dụ như là đi là cảm xúc là vui, buồn, là tức giận, là đau khổ đấy, thì mình sẽ dùng là kangjo. Cảm xúc thì không có cảm xúc tốt hay là cảm xúc không tốt cả, chỉ có mỗi là gì, tâm trạng thôi các em ạ. Kigen, và từ kigen này chính là ki bừng đấy các em ạ. Ki bừng ạ. Ki bừng ga ii, ki bừng ga warui. Kigen ga ii, kigen ga warui. Nhớ chữ khí hiểm. Khí hiểm là gì, tâm trạng các em nhé. Tâm trạng ạ, nhông bằng. Ừ. Chà, câu 24. Câu 24 nào các em ơi, chúng ta nhìn được câu 24 chưa? Câu 24 là một câu hỏi về phó từ ạ. Nào, các em chọn phương án là gì ạ? Tomodachi ni oshiete moratta restaurant ni nanani. Oh, so desu ne, itte mita. Tôi đã thử đi đến cái nhà hàng mà được đứa bạn nó chỉ cho. Đi, câu này mình sẽ loại một bởi vì là Doki Doki thì là hồi hộp, tim đập thình thịch vì run ấy, từ này bằng cái từ kinh châu sơ được đúng không? Tiếp theo là Mamonaku, dùng cho hành động của tương lai, bởi vì con đi về quá khứ kem loại luôn. Mamonaku là sắp sửa, chẳng bao lâu nữa. Tota là một ngữ pháp, đứng trước nó là kem sẽ chỉ dùng ve tạ thôi. Ve tạ tota ni đằng sau. Ngữ pháp này là gì? Sau khi A thì ngay lập tức B. Sensei thường nói A là vế trước, B là vế sau các em nhé. Được chưa? Vậy còn lại đó là sạt sâu cự. Từ này nếu mà để bằng nghĩa thì các em có thể bằng sư cự đi luôn cho xe. Ngay lập tức và nhanh chóng. Tôi đã thử đi ngay lập tức. Đi ngay đến cái cửa hàng, nhà hàng mà được đứa bạn nó chỉ cho. Nhanh chóng và ngay lập tức, các em nhớ nhá. Ok chưa? Sạt sâu cự đề xíu. Chữ này nó có chữ Hán đấy các em ạ.